Hoa Mộc Lan xin chào các bạn. Người đàn ông này ban đầu chỉ là một kẻ bất tài vô dụng nhưng lại có cơ hội đổi đời nhờ việc bán thuốc. Loại thuốc của anh ta bán có thể chữa bệnh ung thư máu nhưng thực chất nó lại là thuốc giả. Có hàng trăm nghìn bệnh nhân phải dựa vào số thuốc đó để duy trì sự sống. Liệu loại thuốc đó có thực sự hiệu quả hay không và số phận của anh ta sẽ ra sao khi dám làm trái pháp luật? Mời các bạn cùng Hoa Mộc Lan theo dõi bộ phim cực hay này nhé. Người đàn ông này là Trình Dũng hay còn được gọi là Lão Trình. Anh ta là kẻ thất bại kiếm cơm bằng việc bán thuốc cường dương. Việc làm ăn của Trình Dũng vô cùng thất bát tới mức không đủ cả tiền trả tiền thuê nhà. Bố của anh ta cũng bệnh nằm liệt giường và tiền viện phí hàng tháng vô cùng tốn kém. Niềm hy vọng sống duy nhất của anh ta là mỗi tuần được gặp đứa con trai duy nhất của mình. Anh ta vô cùng yêu thương thằng bé đến mức trong ví chẳng còn nổi mấy đồng mua cơm. Nhưng vì sĩ diện của người cha cũng đưa hết cho thằng bé. Vợ cũ của Trình Dũng đã kết hôn cùng với người đàn ông khác. Cô ta hiện tại đang muốn đưa thằng con quý tử của anh ra nước ngoài sinh sống. Tất nhiên là Trình Dũng không đồng ý, nhưng với điều kiện tài chính hiện giờ của anh ta thì việc giành quyền nuôi con vô cùng khó khăn. Khi nghe luật sư nói đến việc sẽ bồi thường, Trình Dũng vô cùng tức giận. Anh bảo tôi bán con mình sao? Lão Trình sau đó phát tiết lao lên tấn công luật sư, nhưng lại lỡ tay xô ngã vợ cũ. Hiển nhiên là anh ta liền bị bế lên đồn cảnh sát. Cảnh sát Tào này là em vợ của Trình Dũng. Nghe tin chị mình bị đánh, anh ta phát tiết lao đến chỗ Trình Dũng. May mà có các cảnh sát khác ngăn cảnh nên Lão Trình mới không bị đập cho một trận. Ngày hôm sau, ông già hàng xóm dẫn một người đàn ông tới gặp Trình Dũng. Ông ta giới thiệu rằng đây là Lữ Thụ Ích, hàng xóm cũ của lão, đang có mối làm ăn muốn giới thiệu với anh ta. Đó là mang một số thuốc từ Ấn Độ về. Buôn lậu à? Sao ông lại đi kể với người ta? Đây là cơ hội cho anh đó, không phải anh cần tiền à? Người đàn ông này tháo một mạch ba lớp khẩu trang xuống. Sau đó anh ta lấy ra một quả quýt đưa cho Trình Dũng. Nhưng anh ta chỉ cười rồi trực tiếp từ chối ngay lập tức. Buôn bán thuốc lậu là tội danh gì chứ, bị tóm chắc phải ngồi tù mọt gông. Hơn nữa Lữ Thụ Ích chỉ đưa có 3 vạn tệ, nguy hiểm quá, lớn lợi nhuận lại ít như vậy. Nhưng khi Trình Dũng biết tin thuốc thật trong nước được bán với giá hơn 3 vạn tệ, nhưng thuốc lậu nhập từ Ấn Độ lại chỉ có 2.000 tệ mà anh ta dám bảo hiệu quả tương đương, anh ta đã chắc chắn Lữ Thụ Ích chính là một tên lừa đảo. Anh ta viết lên tấm danh thiếp số điện thoại của mình và bảo rằng hãy liên lạc nếu anh đổi ý. Sau khi nói xong, Lữ Thụ Ích đeo khẩu trang rồi rời đi. Trình Dũng cũng chẳng quan tâm tới nó. Nhưng bệnh tình của cha anh đang ngày càng trở nặng. Bác sĩ bảo rằng nếu khối u máu bị vỡ thì người cũng không còn nữa. Phí phẫu thuật lên tới hơn 10 mấy vạn khiến Trình Dũng cảm thấy bất lực. Anh chỉ đành đưa cha về nhà chăm sóc bằng con xe cà tàng của mình. Sau khi vay mượn tất cả họ hàng nhưng chẳng thể mượn được một đồng. Trình Dũng muốn gọi điện thoại cho vợ cũ nhưng vì lòng tự tôn cuối cùng của người đàn ông, anh ta liền cúp máy. Nhìn thấy tấm danh thiếp trên bàn, anh ấy đột nhiên nghĩ ra cái gì đó. Trình Dũng vội vàng quay về cửa hàng nhưng vì không đóng tiền nhà nên cửa hàng đã bị khóa lại. Anh chỉ đành đập vỡ cửa sổ chui vào rồi cầm lấy đèn pin lục lọi như ăn trộm. Sau một hồi vất vả tìm kiếm, cuối cùng anh ta đã tìm được tấm danh thiếp. Trước giường bệnh của cha, Trình Dũng và Lã Thu Ích bàn bạc việc làm cách nào để đem thuốc về. Lã Thu Ích bảo đảm chỉ cần có thuốc thì không cần lo đến nguồn tiêu thụ. Sau khi Trình Dũng đến Ấn Độ, thông qua người bạn bán dầu của mình, anh đã tìm được xưởng sản xuất thuốc Ấn Độ. Điều khiến anh ấy ngạc nhiên hơn là giá bán 2.000 tệ mà Lữ Thụ Ích nói với anh ta là giá của hiệu thuốc, còn lấy hàng trực tiếp từ xưởng thì chỉ cần 500 tệ. Mắt của Trình Dũng bắt đầu phát sáng, nhưng vấn đề là xưởng chỉ bán hàng cho các nhà đại lý. Với tư cách là người Trung Quốc đầu tiên tới đây, anh ta dễ dàng trở thành đại lý khu vực Trung Quốc. Nhưng chủ xưởng cũng có điều kiện, trong một tháng phải bán hết 100 lọ mới có thể có được quyền lợi của đại lý. Trình Dũng rất tự tin với lượng tiêu thụ trong nước, còn đảm bảo rằng lần sau sẽ mua nhiều hơn. Mạng chính là tiền. Anh ta tận dụng con đường buôn dầu lậu trước đây để vận chuyển thuốc về. Sau khi bàn bạc giá cả mà mất nguyên cả cọc tiền mới xong với thằng cha mập này, thuốc cuối cùng cũng đã được đưa lên thuyền, coi như vấn đề vận chuyển đã xong. Sau khi đám thuốc được vận chuyển về thành công, Lữ Thụ Ích vui mừng đổ thuốc ra tay. Nhưng khi nhìn thấy cả 100 lọ thuốc, anh ta lại còn vui sướng không nói nên lời. Trình Dũng căn bản không biết Lữ Thụ Ích đang vui mừng thế nào, bởi nó chính là hy vọng để anh ta có thể tiếp tục sống. Nếu như không có thuốc, bọn họ chỉ có thể chờ chết hoặc vật lộn đau khổ với việc điều trị. Hai người bắt đầu đi tìm nguồn tiêu thụ ở các bệnh viện, nhưng bận cả một ngày trời vẫn không bán nổi một lọ. Dù sao thuốc thật có giá hơn 3 vạn, mà thuốc của họ chỉ có 5.000, nên làm gì có ai ngu mà tin. Khi đang gặp bế tắc thì bỗng Lữ Thụ Ích nhớ ra một người. Anh ta lập tức dẫn Trình Dũng đến một vũ trường. Hai người họ đi về phía sân khấu. Người phụ nữ xinh đẹp trên đó chính là Tư Huệ. Cô là admin của một diễn đàn bệnh nhân cực kỳ đông đảo. Người bị bệnh là con gái của cô ấy nên cô mới phải vất vả làm công việc này kiếm tiền điều trị. Có lẽ cô ta có thể giúp hai người tìm nguồn tiêu thụ. Ở phía sau cánh gà, Lữ Thụ Ích giới thiệu thuốc cho Tư Huệ. Khi cô ấy biết rằng giá thuốc chỉ có 5.000 mà hiệu quả lại y hệt thuốc thật, nhưng sau khi sử dụng thử, Tư Huệ đưa một nhóm người đến tìm anh ta. Hóa ra những người này đều là nhóm trưởng của nhóm người bệnh máu trắng. Sau khi bàn bạc xong phương thức tiêu thụ thuốc, nhưng nhiều người vẫn chê giá thuốc quá đắt, Trình Dũng cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhưng khi mọi người bất chấp nguy hiểm cởi bỏ khẩu trang trong môi trường đầy vi khuẩn, đằng sau những lớp khẩu trang dày ấy, Trình Dũng nhìn thấy những gương mặt nhợt nhạt cùng với vẻ mặt bất lực của họ. Trong lòng anh cũng có chút lay động, đồng ý giảm một chút giá cho các nhóm trưởng.
Vì để thuận tiện trong việc trao đổi với phía bên Ấn Độ, Trình Dũng lúc này thông qua Lữ Thụ Ích lại tìm đến một người nữa là mục sư Lưu. Ông ấy cũng là một người bệnh. Ngoài việc có thể nói tiếng Anh lưu loát thì ông ta rất có uy tín với những con chiên, cũng là những bệnh nhân ung thư như mình. Có sự giúp đỡ của nhóm người bệnh, nguồn tiêu thụ của họ rất nhanh đã được mở rộng. Lữ Thụ Ích cũng đang cố gắng làm công việc bán hàng, nhưng khi anh ta đang vui vẻ đếm tiền thì cửa xe bỗng bị mở ra. Một thanh niên ất ơ cứ nhìn chằm chằm anh ta như vậy, tự nhiên cầm lấy từng lọ thuốc. Lữ Thụ Ích ngơ người tóm lấy tay của cậu ta thì bị kéo ngã lăn ra đất, sau đó ung dung lấy thuốc rời đi. Trình Dũng sau khi biết tin thuốc bị cướp liền vô cùng tức giận. Tên khốn dám lẫm đồ từ tay ông mày à. Anh ta cùng Lữ Thụ Ích tìm đến chỗ làm việc của thanh niên đầu vàng đấy. Sau một hồi chạy trốn thì cuối cùng anh ta cũng bị tóm. Anh ta là Hoàng Mao. Khi trở về chỗ anh ta ở để lấy số thuốc, Trình Dũng biết rằng anh ta cướp thuốc về chia cho mọi người. Tuy nhiên đã lấy thuốc của anh rồi thì phải đền tiền. Thấy bức ảnh gia đình đã phủ bụi, Trình Dũng hỏi Hoàng Mao đã bao lâu rồi chưa về nhà. Anh đã nghe hoàn cảnh của hắn ta qua lời kể của Tư Huệ. Vì vậy với số tiền lãi của đợt thuốc đầu tiên, Trình Dũng ngay lập tức mở lại hiệu thuốc. Với kết quả tốt như vậy, anh ta một mạch nhập cả đống thuốc từ Ấn Độ về. Hàng trăm thùng thuốc không ngừng được chất lên thuyền vận chuyển đến Trung Quốc. Với nhu cầu khổng lồ của các bệnh nhân, công việc buôn bán của Trình Dũng ngày càng làm ăn phát đạt. Tiền lãi lúc này của anh ta có thể chất thành đống. Vì đã có tiền nên anh ta cũng đã trả được chi phí điều trị cho bố. Thậm chí những bệnh nhân còn cảm kích làm cả cờ viết thơ ca ngợi công lao của Trình Dũng. Tuy nhiên lúc này rắc rối bắt đầu xuất hiện. Đại diện của công ty Glevy Thụy Sĩ, tức là công ty độc quyền thuốc Glevy tại Trung Quốc, tìm tới cảnh sát. Họ báo cáo về việc Glevy giả đang lưu hành trên thị trường. Vì vấn đề này rất nghiêm trọng nên dây sẽ là án điểm của sở cảnh sát do cảnh sát Tàu phụ trách. Bên này những người làm việc cho Trình Dũng cũng đến ngày nhận lương. Tất cả đều được nhận cả tiền cùng thuốc. Hoàng Mao cũng được Trình Dũng chính thức thu nhận làm việc dưới trướng. Tối đó Trình Dũng bao mọi người đi quẩy. Nhưng khi đang ngồi uống vui vẻ thì quản lý của Tư Huệ xuất hiện bảo cô mau lên nhảy. Tư Huệ lúc này cũng không dám phản kháng cho dù bị giám đốc lôi đi. Nhưng Trình Dũng không vừa mắt với cảnh như vậy. Hôm nay em là khách, em không được đi đâu hết. Thấy vậy tên quản lý có ngồi lại nói chuyện với Trình Dũng. Còn Hoàng Mao ngồi bên cạnh lại nắm chặt chai bia ở trong tay, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này anh chơi lớn bảo hắn lên nhảy, sau đó đám một cọc tiền ra trước mặt hắn. Quả nhiên sức hấp dẫn khó từ chối, hắn cũng thực sự lên múa của thật. Mọi người ở dưới không nhịn được bật cười thành tiếng. Tư Huệ nhìn tên giám đốc đang uốn éo trên sân khấu, phấn khích hét lớn. Bởi vì khi cô ở trên sân khấu, những người bên dưới đều hét lớn như vậy. Lúc này dường như những áp lực và tủi nhục trước đây hoàn toàn được giải phóng. Tối đó Trình Dũng đưa Tư Huệ về nhà. Trong phòng lúc này phát sinh bầu không khí có chút ngượng ngùng. Tư Huệ bảo rằng mình đi tắm trước. Thấy vậy Trình Dũng cũng bắt đầu hí hứng cởi quần áo. Nhưng đúng lúc này con gái Tư Huệ lại đứng từ cửa nhìn vào khiến anh có chút xấu hổ. Sau khi Tư Huệ dỗ con gái ngủ, cô mặc một chiếc váy ngủ rất gợi cảm tiến đến cởi quần áo của Trình Dũng. Nhưng lúc này trong thâm tâm anh lại cảm thấy không thoải mái. Anh đẩy Tư Huệ ra rồi mặc lại quần áo và bảo rằng Tư Huệ hãy ngủ cùng con gái. Lúc này Tư Huệ cũng mỉm cười vì người đàn ông này. Ngày hôm sau khi đám người Trình Dũng đang vui vẻ đùa giỡn thì có điện thoại tới. Xảy ra chuyện rồi, người nhà của một bệnh nhân đến làm loạn, nói rằng uống thuốc của họ xong thêm bệnh vào người mẹ của họ bây giờ bị sốc thuốc. Trình Dũng không chịu nhận, ai biết mẹ của họ có phải là uống nhầm thứ thuốc linh tinh nào khác không? Hai bên bắt đầu cãi nhau, may mà Tư Huệ kịp thời ngăn chặn cuộc tranh cãi, mọi người mới dần bình tĩnh trở lại. Quả thực mẹ của họ còn uống một loại thuốc khác, bọn họ đã tìm tới một hội thảo bán thuốc chữa ung thư rất đông đúc. Ông ta thao túng tâm lý của những người trong hội trường, nói rằng hôm nay sẽ giảm giá cho những ai mua thuốc ở đây chỉ với giá 500 tệ. Tất cả mọi người đều tin vào lời nói của ông ta. Nhìn Trương Trường Lâm rỗng rạc hùng hồn ở trên sân khấu, Trình Dũng hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa, vừa ra khỏi cửa liền báo cảnh sát. Nhưng khi mọi người chuẩn bị rời đi, mục sư Lưu lại lén lút quay vào bên trong. Ông cố ý vạch trần những lời nói dối của Trương Trường Lâm. Mục sư Lưu nói rằng ông ta đang lừa gạt mọi người, người như ông ta phải xuống địa ngục. Chính vào lúc mục sư Lưu bị bảo vệ lôi ra ngoài, tên Trương Trường Lâm còn đánh ông một cái. Một đoàn người lại quay lại hội trường, Hoàng Mao trực tiếp xông lên, đạp một phát vào người Trương Trường Lâm. Tư Huệ cũng buộc tóc lên, cầm chiếc ghế bên cạnh xông lên phía trước. Không còn cách nào khác, Trình Dũng và Lã Thục Ích cũng gia nhập. Vì mánh khóe bị vạch trần, vào lúc cảnh sát chưa kịp đến, Trương Trường Lâm sớm đã chạy trốn, mấy người họ cũng bị đưa về đồn vì tội đánh nhau. May mà không xảy ra chuyện lớn gì. Ký tên một cái lấy dấu vân tay xong là có thể đi. Khi Trình Dũng ký tên, nhân tiện hỏi một câu, bán thuốc giả sẽ bị phạt bao lâu? Nhẹ thì 15 năm, nặng thì chung thân. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, Trình Dũng bỗng cảm thấy bất an lo lắng. Hôm đó anh đến nhà Lã Thụ Ích chơi. Lã Thụ Ích bảo rằng con trai anh là nguồn động lực sống của anh ta cho đến thời điểm hiện tại. Trong bữa cơm, vợ Lã Thụ Ích cũng kính Trình Dũng một ly rượu đầy vì nhờ có anh mà cuộc sống của họ mới có thể được như vậy. Buổi tối trở về, anh ấy nhìn tấm ảnh của mình và con trai, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc. Đột nhiên có người gõ cửa. Trương Trường Lâm đã tìm tới đây. Hóa ra ông ta phát hiện lọ thuốc xuất xứ từ Ấn Độ. Sau khi điều tra thì đã tìm được chính chủ. Hóa ra bọn họ cùng một ruộng. Ông ta lấy việc báo cảnh sát ra uy hiếp Trình Dũng, ép anh ta nói ra nguồn nhập loại thuốc này. Nhưng cho dù ông ta không báo cảnh sát, nhìn vào tình hình bây giờ nhiều nhất là nửa năm, Trình Dũng nhất định sẽ bị bắt. Đến lúc đó sẽ phải ngồi tù 10 năm, 20 năm. Kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Trình Dũng trước đây đã từng dao động vì suy nghĩ này và lúc này lại càng lo lắng hơn.
sáng sớm ngày hôm sau lại có một kiện hàng về tới. Mọi người đang bận dỡ hàng, nhưng vào lúc này Trương Trường Lâm gọi điện thoại tới ông ta nói với Trình Dũng cảnh sát đang trên đường tới. Chưa tới 3 phút sau cảnh sát đã tới nơi. May mà đã chuẩn bị trước, bọn họ đem đống thuốc vừa dỡ để vào thùng rác, nên cảnh sát chẳng hề tìm thấy manh mối nào, vì thế mới thoát được một mạng. Sau khi cảnh sát rời đi, Trương Trường Lâm lại gọi điện thoại đến nói rằng sẽ trả cho anh 2 triệu tệ nếu anh nhường lại nguồn cung cho hắn. Nhưng lần này Trình Dũng do dự rồi anh ấy suy nghĩ rất lâu. Nếu như mình vào tù con trai phải làm sao? Người cha đang bị bệnh phải làm sao? Buổi tối mọi người tụ tập lại ăn lẩu. Trình Dũng trước hết nói với mọi người vài câu khách sáo. Sau đó bảo với họ bắt đầu từ ngày mai anh ấy không định bán thuốc giả nữa. Nghe anh ấy nói vậy mọi người đều ngớ người. Trên bàn ăn cũng chỉ còn tiếng nồi lẩu sôi ùng ục. Mọi người đều cho rằng Trình Dũng uống say rồi đang đùa với mọi người mà thôi. Nhưng khi Trình Dũng nói sẽ chuyển cho Trương Trường Lâm nguồn nhập hàng trước đây, ánh mắt mọi người nhìn anh ấy đều thay đổi. Khi Tư Huệ nghe thấy anh vẫn đang biện minh cho Trương Trường Lâm, ánh mắt cũng tràn đầy thất vọng. Mọi người đều tưởng rằng Trình Dũng vì tiền nên mới bán thuốc giả cho người bệnh. Nhưng điều mà Trình Dũng quan tâm chính là nếu như bị bắt con trai của anh sẽ sống như thế nào, người cha già bị bệnh nặng sẽ sống ra sao. Hơn nữa đưa cho Trương Trường Lâm nguồn nhập hàng, ông ta sau này sẽ bán thuốc thật, vẫn là thuốc nguyên bản, chỉ có điều là đắt một chút thôi. Nhưng không phải là vẫn rẻ hơn 3.7 vạn sao? Mọi người trên bàn ăn hoàn toàn thất vọng về Trình Dũng. Hoàng Mao rót đầy một cốc bia nhìn chằm chằm Dũng rồi một hơi uống cạn, sau đó đập vỡ cốc bóp chặt mảnh thủy tinh rồi quay người rời đi. Tư Huệ cũng bỏ đi, Mục Sư Lưu cũng đi rồi, chỉ còn lại Lã Thục Ích ngồi đau khổ ở đó. Anh ta ngồi ngây người, cười nịnh giải thích thay mọi người nói rằng mọi người đều uống nhiều rồi. Cút, nhóm người vốn coi nhau như người nhà, cứ như vậy tan rã rồi. Một năm sau, Trình Dũng dùng số tiền kiếm được mở một xưởng may. Anh đang phải hạ thấp mình để phục vụ đối phương, trên mặt luôn phải nở nụ cười nịnh bợ. Sau khi xem xưởng xong đi xuống dưới lầu, khi anh đang chuẩn bị đưa khách hàng đến quán rượu, bỗng nhiên nhìn thấy vợ của Lã Thụ Ích tìm tới. Cô bảo rằng tên Trương Trường Lâm kia đang bỏ trốn vì bị cảnh sát truy nã nên hiện giờ đã không còn thuốc rồi. Trình Dũng lúc này đang tiếp khách liền kêu bảo vệ đến tiếp người phụ nữ, còn mình thì lái xe rời đi, chỉ hẹn rằng 2 ngày sau sẽ tới thăm Lã Thụ Ích. Nhìn những chiếc xe rời đi, người phụ nữ chỉ có thể quỳ trên đất bất lực khóc lớn. Trình Dũng trên xe rơi vào trầm tư. 2 ngày sau anh tới thăm Lã Thụ Ích, nhìn thấy Trình Dũng anh khẽ cười khen cắt tóc đẹp trai hơn đấy, rồi mời Trình Dũng ăn quýt như lần gặp đầu. Lúc này hai người chưa kịp nói được mấy câu thì y tá tới tiêm thuốc. Lã Thụ Ích vội lấy miếng rẻ cắn chặt miệng lại. Trình Dũng bên ngoài nghe tiếng thét đau đớn của Lã Thụ Ích cũng rất khó xử, vì vậy anh tìm gặp Mục Sư Lưu để liên lạc lại với bên Ấn Độ. Anh ấy muốn giúp Lã Thụ Ích mua một ít thuốc, nhưng xưởng sản xuất lấy lý do anh ta không phải đại lý từ chối gửi hàng. Không còn cách nào khác, Trình Dũng chỉ đành tự mình đi Ấn Độ định mua một ít ở hiệu thuốc, nhưng đợi đến khi anh ấy từ Ấn Độ trở về, Lưu Thục Ích đã lại tự sát trong nhà vệ sinh rồi. Sau khi Trình Dũng đốt tiền giấy cho anh ấy liền lấy trong túi ra một phong bì tiền, nhưng vợ của Lã Thụ Ích không hề nhận mà chỉ bảo Trình Dũng mau đi đi. Anh ấy chỉ đành âm thầm rời đi. Khi vừa mở cửa, ở hành lang bên ngoài đã có rất nhiều người bệnh đứng đó. Từ trong mắt của họ, Trình Dũng có thể nhìn thấy sự thất vọng. Anh chậm rãi đi qua đám người đó. Trình Dũng chỉ đành cúi đầu đi về phía trước, không dám nhìn thẳng vào những đôi mắt ấy. Trong lòng anh ấy tràn ngập sự áy náy và hổ thẹn. Ở đầu hành lang, Hoàng Mao run run nhét từng múi quýt mà Lã Thụ Ích yêu thích nhất vào miệng. Trình Dũng lại một lần nữa tìm đến xưởng, nhưng ông chủ dạo gần đây cũng gặp phiền phức, công ty sản xuất thuốc chính hãng đang tố cáo với chính phủ Ấn Độ, có lẽ thuốc Ấn Độ sẽ không được sản xuất tiếp. May mà trong xưởng vẫn còn một chút hàng, lần này không đến nỗi ra về tay không. 500 tệ một lọ thuốc, anh ấy đã mua hết toàn bộ số hàng còn trong xưởng. Trong lò mổ heo, Trình Dũng mặt dày tới tìm Hoàng Mao, anh ấy dự định sẽ lại bán thuốc, hy vọng cậu ấy có thể tới giúp đỡ, nhưng cậu ta lại đứng dậy lạnh lùng lướt qua Trình Dũng. Trình Dũng tập hợp tất cả nhóm trưởng tuyên bố mình sẽ bán thuốc trở lại, để không xảy ra sự cố anh ấy chỉ có thể bảo đảm những bệnh nhân trước đây có thuốc uống. Khi mọi người hỏi về giá thành thì anh bảo 500 tệ, thuốc đã đặt rất nhanh đã về tới cửa khẩu. Điều khiến Trình Dũng không ngờ tới đó là Hoàng Mao bỗng nhiên tìm tới. Hai người không nói gì hết, cũng không cần nói gì cả. Bên bờ biển, Trình Dũng hỏi cậu ta vì sao không về nhà. Trình Dũng vừa cười vừa trêu chọc mái tóc của Hoàng Mao, nói rằng trước khi trở về nhất định phải cắt tóc, nếu không thật sự sẽ dọa chết bọn họ. Bảo vệ ở bến sông mở tấm vải che trên xe của họ, nhìn thấy ký hiệu ở trên hộp. May mà bọn họ kịp thời quay lại, không nói không rằng lập tức lái xe rời đi. Nhưng không ngờ rằng việc này sẽ gieo rắc tai họa. Cùng lúc đó, phía cảnh sát cũng bắt đầu hành động, bắt đầu điều tra thuốc Ấn Độ. Bọn họ tịch thu tất cả thuốc giả, đồng thời tập trung tất cả những người bệnh có thuốc vào một chỗ, hy vọng có thể tìm được manh mối trên người bọn họ. Nhưng căn phòng lớn như vậy, mấy chục người ngồi đó, tuyệt nhiên không có ai để lộ bất kỳ tin tức nào. Cảnh sát Tàu cũng cảm thấy kinh ngạc nhưng không có cách nào để bắt giữ những bệnh nhân này. Chính vào lúc anh ta định rời đi, một bà lão đã gọi anh lại. Bà cầu xin anh đừng truy cứu vụ này nữa, vì những người như bà làm gì có nổi tiền mua thuốc thật. Bảo kia là thuốc giả nhưng bản thân họ dùng biết rằng nó cũng đâu phải thuốc giả. Đến người bán cũng chẳng phải vì tiền mà chỉ muốn cho họ con đường sống. Bà vì chữa bệnh cho mình mà đã phải bán cả nhà. Bà bảo rằng đến người nhà cũng bị bà ăn thịt rồi. Cảnh sát Tàu nghe xong cũng rất xót xa. Cho dù là người có lòng dạ sắt đá như cảnh sát cũng vì hành động này mà cảm động. Anh ấy đi rửa mặt sau đó thả hết tất cả bệnh nhân. Anh tìm đến cục trưởng,
nhưng căn bản ông ta không quan tâm nhiều tới chuyện lý tình gì ở đây cả. Trên các phương tiện công ty Levy, Thụy Sĩ liên tục công kích loại thuốc Ấn Độ mà Trình Dũng bán. Tối đó Trình Dũng ra ngoài thì đụng mặt Trương Trường Lâm tìm tới anh. Hắn tới xin lộ phí đi đường, bắt đầu uy hiếp Trình Dũng, nhưng hắn ta cần 20 vạn. Trình Dũng lại trực tiếp đưa hắn 30 vạn. Trương Trường Lâm ngơ người. Trình Dũng vẫn không đếm xỉa gì đến hắn ta, chỉ bảo hắn cầm tiền rồi rời đi. Một tuần sau, Trương Trường Lâm đã bị cảnh sát bắt trong phòng thẩm vấn. Đối diện với câu hỏi của cảnh sát, hắn ta lại muốn hút thuốc, sau đó liền bắt đầu giả bộ ngớ ngẩn. Cảnh sát có chút tức giận, lại hỏi lại một lần nữa. Nhưng Trương Trường Lâm tính ra vẫn còn chút lương tâm, hắn vẫn không khai ra Trình Dũng. Sở trưởng bị dáng vẻ kiêu căng của Trương Trường Lâm làm cho vô cùng phẫn nộ, ra lệnh cho cảnh sát Tào bắt buộc phải tìm được nguồn gốc của thuốc giả trong 3 ngày. Thức trắng không ngủ để điều tra khiến cho cảnh sát Tào vô cùng mệt mỏi. Nhưng anh vô tình phát hiện trong hồ sơ của Trương Trường Lâm có tên của Trình Dũng. Anh liền đến xưởng của Trình Dũng, lại bất ngờ nhìn thấy Hoàng Mao. Anh ấy rất có ấn tượng với Hoàng Mao, cậu ta hình như cũng là người mắc bệnh bạch cầu. Cảnh sát Tào hỏi về mối quan hệ giữa hai người họ nhưng lại bị Trình Dũng dễ dàng giải thích. Anh chỉ tạo cơ hội việc làm cho bọn họ kiếm sống, đấy cũng đâu thể là phạm pháp. Trước đó anh còn chính là người tố cáo Trương Trường Lâm bán thuốc giả cơ mà. Thấy vậy cảnh sát Tào cũng không làm gì được, chỉ có thể quay về. Hôm nay cửa khẩu lại về thêm một kiện thuốc giả, mà Hoàng Mao thật sự nghe theo lời của Trình Dũng, cắt phăng đi mái tóc vàng của mình. Điều này có nghĩa là cậu ta chuẩn bị về nhà rồi. Sau khi đem những thùng thuốc lên xe, Hoàng Mao vội vàng đi vào nhà vệ sinh, nhưng khi đi ra lại nhìn thấy cảnh sát đã chặn ở trước cửa, mà bảo vệ lại đang nói gì đó với bọn họ. Cậu ta vội vàng chạy về, cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước mặt Trình Dũng. Hoàng Mao nhân lúc Trình Dũng quay người, cậu ta liền đạp ga phóng xe đi mất. Khi Trình Dũng nhìn thấy xe cảnh sát, anh ấy đã hiểu ra tất cả. Hoàng Mao trên đường đi cố ý chặn xe cảnh sát lại, sau đó anh khiêu khích cảnh sát Tào, thành công đánh lạc hướng cảnh sát đến cổng lớn. Đối diện với sự vây quanh của xe cảnh sát, cậu ấy liền đạp chân ga trực tiếp xông ra ngoài. Nhưng khi vừa ra bên ngoài, chưa kịp vui mừng thì một chiếc xe tải lao qua tông trực diện vào xe của Hoàng Mao. Cảnh sát Tào vội vã ôm cơ thể Hoàng Mao đầy máu tươi tới bệnh viện cấp cứu. Cảnh sát Tào vẫn chưa nguôi ngoai, thẫn thờ nhìn về hướng phòng phẫu thuật, anh ấy hình như đã hiểu ra gì đó. Đợi đến khi Trình Dũng chạy tới bệnh viện, người đã không còn nữa. Anh ấy không thể nào chấp nhận nổi, đẩy cảnh sát Tào vào tường. Nó làm gì nên tội hả? Nó là thằng nhóc mới 20 tuổi, nó vẫn muốn được tiếp tục sống thì có gì sai hả? Trong mắt của Trình Dũng tràn ngập sự hối hận và tự trách. Nhìn thấy tấm vé xe ngày mai khởi hành trên bàn của Hoàng Mao, anh ấy đã hoàn toàn sụp đổ, không ngừng khóc như một đứa trẻ. Phía bên này, sau khi hiểu rõ mọi chuyện, cảnh sát Tào cũng chủ động xin rút lui vì anh không muốn làm vụ này nữa. Sở trưởng vô cùng tức giận nên đã giao nó cho người khác. Vì bị công ty chính hãng tố cáo, xưởng sản xuất ở Ấn Độ cũng buộc phải đóng cửa, sau này sẽ không còn thuốc với giá 500 tệ nữa. Trình Dũng chỉ đành mua lại từ các nhà thuốc, nhưng giá lại tăng thành 2.000 tệ một lọ. Tuy nhiên đối diện với những chất vấn của Tư Huệ, Trình Dũng vẫn rất kiên trì chỉ bán với giá 500, phần lỗ còn lại anh ấy sẽ bù vào. Hơn nữa anh còn muốn Tư Huệ liên lạc với những bệnh nhân ngoại tỉnh. Những dòng tin nhắn ngắn ngủi mà Tư Huệ gửi đi giống như một quả bom lớn bùng nổ ở trong mặt hồ bình lặng. Những bệnh nhân nhìn thấy dòng tin nhắn dường như đã nhìn thấy ánh sáng của bình minh. Chỉ có mười mấy chữ ngắn ngủi lại khiến họ có thêm hy vọng được sống tiếp. Nhìn thấy những dòng tin nhắn không ngừng xuất hiện trên màn hình, Tư Huệ dường như cũng nhìn thấy được nụ cười của tất cả bệnh nhân trước màn hình. Qua thống kê số bệnh nhân đặt thuốc, mặc dù nói chỉ có mấy nghìn người, nhưng lại khiến Trình Dũng đối diện với tổn thất mười mấy vạn một tháng. Nhưng Trình Dũng không để tâm đến những tổn thất đó, anh ấy chỉ muốn cứu được nhiều người hơn. Trình Dũng biết rằng bản thân mình làm như vậy sẽ không chống chọi được bao lâu. Anh ấy quay đầu nhìn xưởng của mình đã ngừng sản xuất. Anh có dự cảm gì đó nên cuối cùng đã đồng ý cho con trai theo mẹ ra nước ngoài. Gần đây cảnh sát kiểm tra khá nghiêm ngặt, bọn họ chỉ có thể giao dịch vào buổi tối, nhưng vẫn bị cảnh sát phát hiện. Trình Dũng kêu mọi người nhanh chạy đi, còn bản thân anh lại lên xe đạp ga lái xe chắn ngang đường, ngăn chặn đường đi của cảnh sát. Chính vào lúc bị cảnh sát dùng súng chĩa vào, anh vẫn lo lắng cho những người chưa chạy được xa. Sau đó anh ấy rất phối hợp để cảnh sát đè xuống đất. Anh dường như sớm đã dự đoán được cảnh này, cả người đều vô cùng bình tĩnh. Nhưng khi anh nhìn thấy đám người kia bị đuổi quay lại, anh ấy lại trở nên vô cùng kích động. Bọn họ bị bắt rồi, những bệnh nhân bên dưới phải làm sao? Trong tòa án, sau khi nghe từ phía công tố viên và luật sư, quan tòa hỏi Trình Dũng có muốn nói điều gì không. Anh từ từ đứng dậy thừa nhận tội trạng của mình, nhưng tất cả những gì anh làm cũng chỉ đều vì bệnh nhân. Có những người không chịu nổi còn phải tìm tới cái chết. Anh hy vọng ngày nào đó bọn họ sẽ thực sự được cứu. Trình Dũng bị phán tội buôn lậu và buôn bán thuốc giả. Tòa án căn cứ vào việc Trình Dũng tự nguyện chịu tổn thất để giúp người bệnh mua thuốc giả đã thông cảm cho anh, cho nên đã giảm nhẹ án phạt anh. Phạt anh 5 năm tù giam. Trên đường đi tới nhà giam, hai bên đường đều là những người mắc bệnh bạch cầu đến tiễn đưa. Cảnh sát cũng bị cảnh tượng trước mắt thu hút, cố ý lái xe thật chậm. Trình Dũng nhìn những người đến đưa tiễn mình, anh ấy biết rằng những gì mình làm đều hoàn toàn xứng đáng. Nhìn thấy những ánh mắt biết ơn, anh không kìm được rơi nước mắt. Những người tiễn anh đồng loạt tháo khẩu trang, trong mắt họ đều là sự biết ơn và luyến tiếc. Anh nhìn thấy Tư Huệ ôm con gái của cô ấy, và dường như trong đám người đó anh nhìn thấy cả Lã Thụ Ích và Hoàng Mao. Bọn họ giống như vẫn còn sống. Xứng đáng, tất cả điều này đều xứng đáng. 3 năm sau, bởi vì hiểu hiện tốt, Trình Dũng đã được thả ra trước thời hạn. Người đến đón anh chính là cảnh sát Tào. Sự việc của Trình Dũng đã thu hút sự chú ý của nhà nước cấp cao.
Từ đó về sau nhà nước bắt đầu cải cách y dược. Những loại thuốc chính hãng được nhập khẩu với giá cao sẽ được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả. Nên bây giờ Trình Dũng có thể an tâm bán thuốc cường dương rồi. Bộ phim đến đây là hết. Quả là một bộ phim dài nên dù có tóm tắt, Mộc Lan vẫn muốn đưa tất cả những gì tinh túy nhất tới mọi người. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Hoa Mộc Lan review nha. Tạm biệt.